có 10 pháp phát sanh 10 phước thiện, đó là: 1. Phước thiện bố thí. 2. Phước thiện giữ giới. 3. Phước thiện hành thiền. 4. Phước thiện cung kính. 5. Phước thiện hỗ trợ. 6. Phước thiện hồi hướng. 7. Phước thiện hoan hỷ. 8. Phước thiện nghe pháp. 9. Phước thiện thuyết pháp. 10. Phước thiện chánh kiến. 1. Phước thiện bố thí. Thí chủ bố thí với tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm tạo phước thiện bố thí, gọi là phước thiện bố thí. Trong kinh Sapurisa Chana Sutta, Đức Phật dạy người thiện chí tạo phước thiện bố thí có 4 chi pháp, được tóm lược như sau. Này chư tỳ khưu, người thiện chí tạo phước thiện bố thí với đức tin trong sạch nơi Tam Bảo. Tin nghiệp và quả của nghiệp, người ấy sẽ được quả báo là có nhiều của cải tài sản, giàu sang phú quý. Còn có quả báo đặc biệt, đó là người có sắc thân rất xinh đẹp, có màu da mịn màng trắng trẻo, đáng được mọi người ngưỡng mộ. Người thiện chí tạo phước thiện bố thí với đại thiện tâm cung kính, người thọ thí và vật thí được phát sinh một cách hợp pháp và trong sạch. Người ấy sẽ được quả báo là có nhiều của cải tài sản, giàu sang phú quý. Còn có quả báo đặc biệt, đó là trong gia đình, vợ, các con, các cháu, bạn bè, các thuộc hạ, những người làm và những người thân đều cung kính nghe lời dạy bảo của người thiện chí ấy. 3. Người thiện chí tạo phước thiện bố thí hợp thời đúng lúc, như bố thí đến tỳ khưu khách, tỳ khưu sắp đi xa, tỳ khưu bệnh, xa di hoặc tỳ khưu nuôi tỳ khưu bệnh, người đang đói khát, hoặc trong buổi lễ dâng y Katina, người ấy sẽ được quả báo là có nhiều của cải tài sản, giàu sang phú quý. Còn có quả báo đặc biệt, đó là có thứ của cải mà người khác khó có, được thứ của cải mà người khác khó được. Khi cần thứ của cải nào thì sẽ được thứ ấy như ý. 4. Người thiện chí tạo phước thiện bố thí với đại thiện tâm tế độ những người thọ thí, người ấy sẽ được quả báo là có nhiều của cải tài sản, giàu sang phú quý. Còn có quả báo đặc biệt, đó là người thiện chí ấy hướng tâm đến hướng sự an lạc trong của cải của mình. 5. Người thiện chí tạo phước thiện bố thí không tự làm khổ mình và không làm khổ mọi người, người ấy sẽ được quả báo là có nhiều của cải tài sản, giàu sang phú quý. Còn có quả báo đặc biệt, đó là mọi thứ của cải tài sản không bị lửa đốt cháy, không bị nước lụt cuốn trôi, không bị kẻ trộm cướp chiếm đoạt, không bị nhà nước tịch thu, không bị người không ưa thích làm chủ. Này chư tỳ khưu, đó là 5 cách tạo phước thiện bố thí của người thiện chí và quả báo của mỗi cách bố thí. Chi pháp của phước bố thí. Để thành tựu phước thiện bố thí cần hội đủ 3 chi pháp. 1. Chetana Dana, tác ý đại thiện tâm bố thí. Người thí chủ có tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm, tạo phước thiện bố thí đến cho người thọ thí. 2. Vatthu Dana, vật bố thí. Các vật thí của người thí chủ như y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh. 3. Patigahaka, người thọ trí nhận vật thí của thí chủ. Giảng dài. 1. Chetana Dana, tác ý trong đại thiện tâm bố thí trải qua 3 thời kỳ. 1. Tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm trước khi tạo phước thiện bố thí. Người thí chủ có tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm hoan hỷ trước khi tạo phước thiện bố thí. Thời gian chuẩn bị tạo phước thiện bố thí. Thời kỳ trước khi tạo phước thiện bố thí lâu hoặc mau tùy thuộc vào thí chủ và ngày giờ làm lễ phước thiện bố thí ấy. 2. Tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm khi đang tạo phước thiện bố thí. Người thí chủ có tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm hoan hỷ khi đang tạo phước thiện bố thí với vật thí ấy, và đồng thời người thọ thí đang nhận vật thí ấy của thí chủ. Thời gian hiện tại khi đang tạo phước thiện bố thí đến cho người thọ thí đang nhận vật thí. 3. Tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm sau khi đã tạo phước thiện bố thí xong. Người thí chủ có tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm hoan hỷ sau khi đã tạo phước thiện bố thí xong. Thời gian sau khi đã tạo phước thiện bố thí ấy không có hạn định thời gian.
có thể sau nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Nếu mỗi khi thí chủ niệm tưởng đến phước thiện bố thí ấy thì lại phát sanh đại thiện tâm hoan hỷ trong phước thiện bố thí ấy. Khi thí chủ có tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm tạo phước thiện bố thí, đầy đủ cả ba thời kỳ tác ý như vậy, thì phước thiện bố thí ấy có cơ hội cho quả tốt, quả an lạc rất phong phú trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Mỗi kiếp được hưởng quả báu trong ba thời: thời ấu niên, thời trung niên và thời lão niên đối với thí chủ ấy. Trong bài kinh Chalanga Dana Sutta được tóm lược những điểm chính như sau. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana gần kinh thành Savatthi. Khi ấy cận sự nữ Nanda Mata là người dân xứ Velukandaki tạo phước thiện bố thí cúng dường đến chư đại đức Tỳ Khưu Tăng. Có ngài đại trưởng lão Sariputta và ngài đại trưởng lão Maha Mokkalana chủ trì. Đức Thế Tôn biết rõ bằng nhãn thông thấy cận sự nữ Nanda Mata là người dân xứ Velukandaki tạo phước thiện bố thí cúng dường đến chư đại đức Tỳ Khưu Tăng, có ngài đại trưởng lão Sariputta và ngài đại trưởng lão Maha Mokkalana chủ trì, hợp đủ 6 chi pháp. Nên Đức Thế Tôn truyền dạy chư Tỳ Khưu rằng: Này chư Tỳ Khưu, cận sự nữ Nanda Mata là người dân xứ Velukandaki tạo phước thiện bố thí cúng dường đến chư đại đức Tỳ Khưu Tăng, có ngài đại trưởng lão Sariputta và ngài đại trưởng lão Maha Mokkalana chủ trì, hợp đủ 6 chi pháp. Phước thiện bố thí cúng dường hợp đủ 6 chi pháp như thế nào? Người thí chủ có đủ 3 chi pháp và bậc thọ thí có đủ 3 chi pháp. Người thí chủ có đủ 3 chi pháp. 1. Thí chủ là người có tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm trong sạch hoan hỷ trước khi tạo phước thiện bố thí. 2. Thí chủ là người có tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm trong sạch hoan hỷ khi đang tạo phước thiện bố thí cúng dường đến chư đại đức tăng thọ thí. 3. Thí chủ là người có tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm trong sạch hoan hỷ sau khi đã tạo phước thiện bố thí cúng dường đến chư đại đức Tỳ Khưu Tăng xong rồi. Và sau khi niệm tưởng đến phước thiện bố thí ấy, thí chủ lại phát sinh đại thiện tâm vô cùng hoan hỷ nữa. Bậc thọ thí có đủ 3 chi pháp. 1. Trong Phật giáo này, bậc thọ thí là bậc không còn tâm tham ái hoặc đang thực hành để diệt tận được tâm tham ái. 2. Bậc thọ thí là bậc không còn tâm sân hận hoặc đang thực hành để diệt tận được tâm sân hận. 3. Bậc thọ thí là bậc không còn tâm si mê hoặc đang thực hành để diệt tận được tâm si mê. Phước thiện bố thí cúng dường hợp với 6 chi pháp này là đồng phước. Dòng thiện vô lượng, có quả báo lớn lao vô lượng, có sự an lạc vô lượng không sao kể được. Đó là trường hợp tạo phước thiện bố thí cúng dường mà cả hai bên đều trong sạch. Người thí chủ có tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm trong sạch trong 3 thời kỳ. Và bậc thọ thí là chư thánh tăng, là bậc thánh A-ra-hán, trong sạch thánh tịnh. 2. Vắt thu đa nã vật bố thí. Vật bố thí theo tạng kinh Bali có 10 thứ cần thiết trong cuộc sống như: bố thí cơm, bố thí nước, bố thí vải quần áo, bố thí giày dép xe cộ, bố thí hoa vòng hoa, bố thí vật thơm, bố thí vật thoa, bố thí giường chỗ nằm, bố thí chỗ ở nơi trú ngụ, bố thí đèn cầy, đèn dầu, đèn điện. Vật bố thí theo tạng luật Bali có 4 thứ vật dụng cần thiết đối với Tỳ Khưu Sa-di là: bố thí cúng dường y phục, bố thí cúng dường vật thực, bố thí cúng dường chỗ ở, bố thí cúng dường thuốc chữa bệnh. Vật bố thí theo tạng Vi Diệu Pháp có 6 loại là: bố thí cúng dường đối tượng sắc, bố thí cúng dường đối tượng thanh, bố thí cúng dường đối tượng hương, bố thí cúng dường đối tượng vị, bố thí cúng dường đối tượng xúc, bố thí cúng dường đối tượng pháp. 10 vật thí theo tạng kinh Bali là những thứ cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của tất cả mọi người tại gia cư sĩ. Nếu thí chủ tạo phước thiện bố thí các vật thí ấy đến người tại gia cư sĩ thì được phước thiện bình thường và có được quả báo bình thường. 4 vật thí theo tạng luật Bali là 4 thứ vật dụng cần thiết đối với những bậc xuất gia Tỳ Khưu Sa-di. Nếu thí chủ tạo phước thiện bố thí cúng dường 4 thứ vật dụng cần thiết ấy đến chư Tỳ kheo thì được nhiều phước thiện cao quý vô lượng và có được quả báo cao quý lớn lao vô lượng. 6 vật thí theo tạng Vi Diệu Pháp Bali là 6 đối tượng thuộc chân nghĩa pháp vô cùng vi tế.
Nếu muốn cúng dường 6 đối tượng này thì thí chủ hướng đại thiện tâm của đối tượng nào cúng dường đến Tam Bảo? Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo. Gọi là sự cúng dường vật thí theo tạng vi diệu pháp thật là vô cùng vi tế. 3. Patikahaka. Người thọ thí nhận vật thí của thí chủ có 2 hạng. Cá nhân thọ thí có 14 hạng. Chư khiu tỳ khưu tăng thọ thí có 7 trường hợp. Cá nhân thọ thí có 14 hạng. Thí chủ tạo phước thiện bố thí đến cá nhân thọ thí có 14 hạng người từ bậc thấp cho đến bậc cao và hưởng được quả báo như sau. 1. Tạo phước thiện bố thí đến loài súc sanh, chim, chó, mèo, vân vân, hưởng được 5 quả báo: sống lâu, sắc đẹp, an lạc, sức mạnh, trí tuệ, 100 kiếp. 2. Tạo phước thiện bố thí đến người phàm nhân không có giới, hưởng được 5 quả báo, 1000 kiếp. 3. Tạo phước thiện bố thí đến phàm nhân có giới, hưởng được 5 quả báo, 100.000 kiếp. 4. Tạo phước thiện bố thí đến hành giả chứng đắc các bậc thiền và ngũ thông, hưởng được 5 quả báo, 100.000 tỷ kiếp. 5. Tạo phước thiện bố thí cúng dường đến hành giả thiện trí phàm nhân đang thực hành pháp hành thiền tuệ để chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả và niết bàn, hưởng được 5 quả báo vô số kiếp. 6. Tạo phước thiện bố thí cúng dường đến bậc thánh nhập lưu, hưởng được 5 quả báo vô số kiếp nhiều hơn cúng dường đến hành giả thiện trí phàm nhân đang thực hành pháp hành thiền tuệ. 7. Tạo phước thiện bố thí cúng dường đến bậc thánh nhập lưu đang thực hành pháp hành thiền tuệ để chứng đắc nhất lai thánh đạo, nhất lai thánh quả và niết bàn, hưởng được 5 quả báo vô số kiếp nhiều hơn cúng dường đến bậc thánh nhập lưu. 8. Tạo phước thiện bố thí cúng dường đến bậc thánh nhất lai, hưởng được 5 quả báo vô số kiếp nhiều hơn cúng dường đến bậc thánh nhập lưu đang thực hành pháp hành thiền tuệ. 9. Tạo phước thiện bố thí cúng dường đến bậc thánh nhất lai đang thực hành pháp hành thiền tuệ để chứng đắc bất lai thánh đạo, bất lai thánh quả và niết bàn, hưởng được 5 quả báo vô số kiếp nhiều hơn cúng dường đến bậc thánh nhất lai. 10. Tạo phước thiện bố thí cúng dường đến bậc thánh bất lai, hưởng được 5 quả báo vô số kiếp nhiều hơn cúng dường đến bậc thánh nhất lai đang thực hành pháp hành thiền tuệ. 11. Tạo phước thiện bố thí cúng dường đến bậc thánh bất lai đang thực hành pháp hành thiền tuệ để chứng đắc A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả và niết bàn, hưởng được 5 quả báo vô số kiếp nhiều hơn cúng dường đến bậc thánh bất lai. 12. Tạo phước thiện bố thí cúng dường đến bậc thánh A-ra-hán, hưởng được 5 quả báo vô số kiếp nhiều hơn cúng dường đến bậc thánh bất lai đang thực hành pháp hành thiền tuệ. 13. Tạo phước thiện bố thí cúng dường đến Đức Phật Độc Giác, hưởng được 5 quả báo vô số kiếp nhiều hơn cúng dường đến bậc thánh A-ra-hán. 14. Tạo phước thiện bố thí cúng dường đến Đức Phật Chánh Đẳng Giác, hưởng được 5 quả báo vô số kiếp nhiều hơn cúng dường đến Đức Phật Độc Giác. Chư tỳ khưu tăng thí Sankhi Kadana. Thí chủ tạo phước thiện bố thí đến chư tỳ khưu tăng thọ thí có 7 trường hợp, có quả báo từ cao đến thấp theo tuần tự như sau. 1. Tạo phước thiện bố thí cúng dường đến chư tỳ khưu tăng và chư tỳ khưu ni tăng có Đức Phật chủ trì. 2. Tạo phước thiện bố thí cúng dường đến chư tỳ khưu tăng và chư tỳ khưu tăng ni sau khi Đức Phật đã tịch diệt Niết Bàn. 3. Tạo phước thiện bố thí cúng dường đến chư tỳ khưu tăng. 4. Tạo phước thiện bố thí cúng dường đến chư tỳ khưu tăng ni. 5. Tạo phước thiện bố thí cúng dường đến một số tỳ khưu tăng và một số tỳ khưu tăng ni. 6. Tạo phước thiện bố thí cúng dường đến một số tỳ khưu tăng. 7. Tạo phước thiện bố thí cúng dường đến một số tỳ khưu tăng ni. Thí chủ tạo phước thiện bố thí cúng dường đến chư tỳ khưu tăng chắc chắn có phước thiện cao quý vô lượng, có quả báo cao quý vô lượng trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai, đặc biệt làm nhân duyên hỗ trợ cho các pháp hạnh ba la mật được thành tựu, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán, sẽ tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Thí chủ với người thọ thí. Thí chủ với bậc thọ thí có 4 trường hợp. 1. Thí chủ có giới đức trong sạch với người thọ thí không có giới. Nếu thí chủ là người có giới đức trong sạch hành thiện pháp, tạo phước thiện bố thí đến người thọ thí không có giới hành ác pháp, thì được phước thiện bố thí nhiều, có quả báo nhiều, như trường hợp Đức Vua Bồ Tát Vesantara
Tạo phước thiện bố thí hoàng tử Jali và công chúa Kangha Jina. Đến Bà La Môn, Jujaka không có giới, hành ác pháp. Ngay khi ấy, do năng lực của pháp hạnh bố thí Ba La Mật làm cho mặt đất rung chuyển, toàn thể chư thiên hoan hỷ đồng thanh tán dương ca tụng pháp hạnh bố thí Ba La Mật ấy của Đức Vua Bồ Tát Vesantara. 2. Thí chủ không có giới với người thọ thí có giới đức trong sạch hành thiện pháp. Nếu thí chủ là người không có giới hành ác pháp, tạo phước thiện bố thí đến người thọ thí có giới đức trong sạch hành thiện pháp, thì có được phước thiện không nhiều, có quả báo không nhiều. Như trường hợp ngư dân ở bên bờ sông Kaliyananadi tạo phước thiện bố thí cúng dường 3 lần đến ngài trưởng lão Digasoma có giới đức. Ngư dân đến lúc lâm chung, phước thiện bố thí cúng dường ấy hiện ra, ngư dân nói rằng: nhờ phước thiện bố thí cúng dường đến ngài trưởng lão Digasoma nâng đỡ tôi lên cõi trời. 3. Thí chủ không có giới và người thọ thí cũng không có giới. Nếu thí chủ là người không có giới hành ác pháp, tạo phước thiện bố thí đến người thọ thí cũng không có giới hành ác pháp, thì được phước thiện không đáng kể. Như trường hợp người thợ săn thú rừng tạo phước thiện bố thí đến vị tỳ khưu phá giới đến 3 lần, mỗi lần đều hồi hướng phần phước thiện ít ỏi ấy đến thân quyến đã quá vãng là hạng chúng sanh ngạ quỷ. Nhưng ngạ quỷ ấy than vãn rằng: tỳ khưu phá giới ấy đã phá hoại phước thiện của ta rồi. Về sau, người thợ săn tạo phước thiện bố thí đến vị tỳ khưu có giới đức trong sạch hành thiện pháp, rồi hồi hướng phần phước thiện ấy đến thân quyến là ngạ quỷ ấy. Khi ngạ quỷ ấy hoan hỷ thọ nhận phần phước thiện ấy nên được thoát khỏi kiếp ngạ quỷ, được tái sinh lên cõi thiện giới ngay khi ấy. 4. Thí chủ có giới đức trong sạch hành thiện pháp và người thọ thí cũng có giới đức trong sạch hành thiện pháp. Nếu thí chủ là người có giới đức trong sạch hành thiện pháp, tạo phước thiện bố thí đến bậc có giới đức trong sạch, có thiện pháp cao thượng, thì chắc chắn được phước thiện bố thí lớn lao vô lượng cho mình, rồi hồi hướng đến tất cả thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sinh trong muôn loài cũng đều được phước thiện vô lượng.